Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Afghanistan. Thủ thành Đặng Văn Lâm tìm kiếm thành công từ những cơ hội nhỏ nhất. Tại bảng A vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, Sức Trẻ Long An xô ngã Tượng Đài, thông tin liên Việt Postbank. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với bản tin Thế giới Thể thao ngày hôm nay của kênh Thể thao TV và Bóng đá TV. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên ở chương trình chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn đó là vào lúc 21 giờ tối ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có trận đấu đầu tiên tại vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2019 gặp Afghanistan. Những diễn biến và kết quả của trận đấu này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn vào các bản tin sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam cũng như những thông tin bên lề đáng chú ý khác. Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này sẽ chơi với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Trong khung thành, Huỳnh Tuấn Linh là người bắt chính. Chơi phía trước người gác đền này là cặp trung vệ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Trong khi đó, A Hoàng và Văn Thanh lần lượt là những hậu vệ cánh phải và cánh trái. Ở tuyến giữa, Xuân Trường và Huy Hùng là cặp tiền vệ trung tâm. Hai tiền vệ biên lần lượt là Vũ Minh Tuấn và đội trưởng Đinh Thanh Trung. Trong khi đó, những người sẽ chơi cao nhất trên hàng công là Công Phượng và Văn Quyết. Với cách bố trí nhân sự của huấn luyện viên Hữu Thắng thì rất có thể Công Phượng sẽ đá ngay sau tiền đạo chơi cao nhất là Văn Quyết. Bởi chấn thương mà đội tuyển Việt Nam đã không thể có được những cầu thủ quan trọng của mình, trong đó có vị trí của Đặng Văn Lâm. Thủ thành Việt Kiều đã thi đấu rất ấn tượng ở giai đoạn đã qua tại V-League và nếu không dính chấn thương thì anh hoàn toàn có cơ hội được bắt chính. Nhưng ít ai biết rằng để có được sự tin tưởng như ngày hôm nay, Đặng Văn Lâm đã trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp. Chúng ta sẽ cùng hiểu rõ hơn câu chuyện của người gác đền này qua những chia sẻ của anh. Ở V-League 2017, Hải Phòng đang là đội bóng nhận số bàn thua ít nhất so với 13 đội bóng còn lại. Với 8 lần thủng lưới, hàng phòng ngự chắc chắn nhất V-League có một phần công sức của người gác đền Đặng Văn Lâm. Trước khi có được chỗ đứng vững chắc như hiện tại ở đội bóng đất cảng, thủ thành mang hai dòng máu Việt-Nga đã trải qua những thời điểm khá bế tắc khi phải sang tận Lào để thi đấu lúc còn thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai. Thời điểm khó khăn nhất của em thì đó là lúc mà Hoàng Gia Lai cho em đi mượn sang bên Lào. Lúc đấy là em cảm thấy thật sự là rất khó khăn từ ăn ở và tập luyện. Bên kia người ta không có điều kiện tốt cho các cầu thủ. Tình đam mê và tình yêu với trái bóng là giúp em không bỏ cuộc và luôn luôn phải chờ đợi các những cái cơ hội trước mắt. Ở vòng 10 V-League mùa giải 2016, trận đấu thứ hai của Văn Lâm tại V-League với việc giữ sạch lưới giúp Hải Phòng vượt qua Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam với tỷ số 2-0. Ước mơ của mọi cầu thủ Việt Nam đã trở thành hiện thực với Văn Lâm khi anh được huấn luyện viên Hữu Thắng triệu tập vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup. Khi em nhận được một cuộc gọi và người ta nói là em được có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia thì thật sự lúc đấy là đúng là giống như trong mơ. Em cũng bị tâm lý và không biết ra sân mình có thể tập được không, tại vì tay chân nó hơi rung rung. Nhưng mà em nhớ rất rõ cái thời điểm lúc mà em vào trong xe buýt chào các anh trong đội tuyển. Thì người đầu tiên là đến với mình là anh Công Vinh. Anh ấy bắt tay động viên và nói những lời chúc mừng. Dù tiếp tục được triệu tập vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019, tuy nhiên chấn thương cổ chân gặp phải trong trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến Văn Lâm không thể có mặt tại Tajikistan để giúp sức cho đội tuyển. Tuy nhiên, cơ hội ở phía trước vẫn còn rất dài và với việc phải trải qua những thăng trầm kể từ khi trở về từ Nga, Văn Lâm sẽ trở lại mạnh mẽ hơn khi chấn thương bình phục. Đặng Văn Lâm là một trong những cầu thủ Việt Kiều quay trở về cống hiến cho bóng đá nước nhà và đã có được những thành công. Tuy nhiên, không phải ai giống như Văn Lâm cũng có được thành công như vậy bởi nhiều lý do khác nhau. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của huấn luyện viên Mai Đức Chung để hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Có cái cầu thủ thành công và có cầu thủ không thành công. Cái đấy là trong bóng đá rõ ràng đương nhiên thế thôi. Và có những trận đấu có thể là có tốt, có trận đấu cũng không tốt. Tại vì thế này nó tùy thuộc vào cái sự kết hợp với vận động viên trong nước. Đấy. Thế và nó có phù hợp hay không
đấy, nó phù hợp hay không. Hoặc là còn đá bóng thì không phải riêng một mình mà lại còn phụ thuộc vào tất cả những đồng đội xung quanh nữa. Đấy, có truyền bóng được cho anh hay không đấy là một cái. Thứ hai nữa là cái quan sát của mình hoặc cái tư duy chiến thuật, có thể của anh Việt Kiều về rất là cao nhưng về đây thì là nó không phù hợp được với câu lạc bộ đó, đấy, từng vận viên đó, trên là tôi nghĩ là cũng là nó phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề nữa. Tôi nói thí dụ là thế này, riêng những câu lạc bộ nó khó khăn ấy, về vấn đề đào tạo thì hiện nay đã có những câu lạc bộ nước ngoài người ta đào tạo rất là cơ bản là tốt như thế rồi, mà về với đội câu lạc bộ chúng ta và từ câu lạc bộ lên đội tuyển thì rõ ràng là một rất là khuyến khích cho những vận viên, là một phần nữa là cạnh tranh giữa vận động viên trong nước và vận động viên nước ngoài với nhau ấy, và những vận động viên ấy về thì có thể là thế này, được đào tạo cơ bản từ nước ngoài rất là tốt rồi, cơ bản tốt rồi và được thi đấu cọ sát những đối tượng rất là cao rồi. Thế người ta sẽ về thi đấu cho cái đội tuyển chúng ta thì rõ ràng cái lực lượng chúng ta nó mạnh lên rất nhiều và lúc ấy thì chúng ta sẽ có nhiều cái cô nghĩ là thế thành tích sẽ tốt hơn. Tôi chỉ mong rằng là những nhà nước chúng ta nên có một cái cơ chế gì nó thoải mái hơn một chút nữa để cho các vận động viên ấy nhập tịch được về đất nước chúng ta. Đấy, một mặt tất cả những cái việc mà có lợi như tôi nói đã trước, phía trước. Đấy, và để bóng đá chúng ta phát triển hơn lên. Vâng, có thể dễ dàng nhận thấy là trong nhiều năm qua, làn sóng các cầu thủ Việt Kiều về thử việc tại Việt Nam khá nhiều. Có người đến người đi và không ít người vẫn còn tiếp tục gắn bó với mảnh đất hình chữ S. Họ là những ai? Chúng tôi sẽ giúp quý vị thống kê qua danh sách đội hình 11 cầu thủ Việt Kiều ngay sau đây. Ở vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm là lựa chọn tất yếu. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, người gác đền của câu lạc bộ Hải Phòng giờ đây đã là vị trí số 1 của đội bóng và chiếm được niềm tin của huấn luyện viên Hữu Thắng ở đội tuyển quốc gia. Trong số 3 trung vệ ở đội hình này thì Michael Nguyễn và Đặng Văn Robert được biết đến nhiều hơn cả so với Michele. Cả hai đều thi đấu khá thành công trong màu áo của BKM Bình Dương và tiếp tục gắn bó với V-League. Trong khi đó, Michele, Việt Kiều Pháp dù có lợi thế thể hình nhưng lại quá kém trong phòng ngự. Không nhiều cầu thủ Việt Kiều thành công khi tìm cơ hội thử việc tại Việt Nam. Điều này đúng với cả 4 tiền vệ là Johnny Nguyễn, Emin Lê Giang, Ludovic Casse và Kevin Nguyễn, khi điểm chung giữa họ là không thể hiện được năng lực bản thân và thất bại trong việc tìm kiếm vị trí thi đấu. Với các cầu thủ Việt Kiều nổi tiếng nhất, tài năng nhất nhưng cũng để lại nhiều nuối tiếc nhất là Lê Nguyễn. Từ Hoàng Anh Gia Lai đến BKM Bình Dương, cầu thủ đang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ MLS luôn được giới chuyên môn đánh giá cao. Chỉ có điều, anh không thể thích nghi được với bóng đá Việt Nam và đã trở về Mỹ. Hai người còn lại thì Mạc Hồng Quân ít nhiều để lại được dấu ấn trong áo của đội tuyển U23 quốc gia, nhưng hiện tại chân sút này cũng không còn được phong độ đỉnh cao. Người còn lại là Nguyễn Thanh Giang đều thất bại trong cả hai lần thử việc khi trở về Việt Nam. Trong số các cầu thủ Việt Kiều, Tony Tuấn Anh là cái tên mới nhất. Anh đang thử việc tại đội tuyển U20 Việt Nam. Những ngày đầu tiên thì tiền vệ này gặp khá nhiều khó khăn trong việc tập luyện và hòa nhập cùng cả đội. Tuy nhiên, sau khoảng một tuần có mặt tại Nha Trang, Tony Tuấn Anh đã dần thích nghi với môi trường mới. Trong ngày đầu tập trung cùng U20 Việt Nam, Tony Tuấn Anh khá trầm lặng và có phần ngại ngùng. Dù họp hay đi khám sức khỏe, tiền vệ Việt Kiều ít khi nói chuyện với các đồng đội. Dù vậy, quãng thời gian này nhanh chóng qua đi. Trong buổi tập đầu tiên của U20 Việt Nam, Tony Tuấn Anh được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bố trí đá vị trí tiền vệ phòng ngự sở trường. Vẫn còn đó những pha truyền hỏng, thế nhưng khả năng di chuyển và gây áp lực nhanh lên đối phương là thế mạnh của cầu thủ này. Đến phần kiểm tra thể lực, Tony Tuấn Anh cũng ghi điểm với ban huấn luyện khi là một trong số ít cầu thủ đạt mức 13 của chuyên gia Martin Fokken. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là khởi đầu của cầu thủ đang khoác áo số 14 tại đội tuyển U20 Việt Nam. Thật ra em là người Việt Nam nhưng em sinh ở tại Séc, hoàn toàn cái nền văn hóa nó khác nhau. Để phải thích nghi các em phải còn thời gian, ngoài cái chuyện chuyên môn có thể lực, kỹ chiến thuật và lối chơi nữa cũng còn thích nghi, và đặc biệt là cái nền văn hóa. Mặc dù em là người Việt, em cần thời gian, một buổi tập chưa nói lên điều gì cả. Quả thật vẫn cần nhiều thời gian để có được những nhìn nhận chính xác về khả năng của Tony Tuấn Anh. Thế nhưng với những gì đã và đang thể hiện tại U20 Việt Nam, rõ ràng tiền vệ này hoàn toàn có thể lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nhất là khi Tony Tuấn Anh đang hòa nhập ngày một nhanh vào lối chơi mà huấn luyện viên này đang xây dựng cho U20 Việt Nam. We'll be right back.
Cũng liên quan tới U20 Việt Nam thì trong chiều nay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn tiếp tục cho các cầu thủ thực hiện những bài tập để tăng cường sức mạnh cơ bắp. Sau đó vào cuối buổi, toàn đội được chia làm hai đội hình đá đối kháng để duy trì sức bền. Đến thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất trong tay và sự chênh lệch về nền tảng thể lực đã được xóa bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không còn cảnh chuyên gia thể lực Martin Falken phải tập riêng với các cầu thủ nữa, mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có nhiều phương án hơn trong việc lắp ráp đội hình. Tiếp tục với những thông tin về bóng đá trong nước đáng chú ý khác, thưa quý vị, sau phản ứng với trọng tài ở vòng 10 V-League, huấn luyện viên Petrovic đã phải nhận án cấm chỉ đạo 2 trận kế tiếp. Và đây được xem là tổn thất không nhỏ với FLC Thanh Hóa, bởi lúc này vai trò của chiến lược gia người Serbia đang là vô cùng quan trọng. Với tầm quan trọng của huấn luyện viên Petrovic ở câu lạc bộ FLC Thanh Hóa vào lúc này, rõ ràng sự thiếu vắng ông thầy 69 tuổi trong hai vòng đấu tới vì án cấm chỉ đạo là một tổn thất không nhỏ. Không có huấn luyện viên Petrovic trên sân, đội bóng xứ Thanh sẽ mất đi những sự chỉ đạo hay sự thay đổi kịp thời bên ngoài đường pitch. Theo chia sẻ của trợ lý Hoàng Thanh Tùng, trong những buổi tập gần đây, huấn luyện viên Petrovic đã nghiên cứu và chuẩn bị mọi phương án để đối đầu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trong trận đấu với Than Quảng Ninh tại vòng 7 V-League, tiền đạo Xuân Nam của câu lạc bộ Sài Gòn chỉ thi đấu được khoảng 8 phút đã phải rời sân do bị đứt dây chằng bên xương chày đầu gối. Xuân Nam sau đó đã phải nghỉ thi đấu từ đó đến nay. Hiện tại, anh đã có thể tập hồi phục trong phòng gym và ra sân tập nhẹ theo sự hướng dẫn của các bác sĩ. Tiền đạo này chia sẻ, anh đã sẵn sàng trở lại thi đấu trong giai đoạn lượt về của V-League 2017. Ở cuộc chạm trán với SHB Đà Nẵng sắp tới, câu lạc bộ Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ Saru bởi anh bị treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là tổn thất không hề nhỏ khi cầu thủ người Pháp được xem là trụ cột của hàng phòng ngự đội bóng thành phố Biển. Nhất là khi ở mùa giải năm ngoái, anh góp công lớn và thành tích giúp Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam chỉ để thủng lưới 30 bàn, ít thứ hai ở giải đấu sau nhà đương kim vô địch là câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Trong khi phần lớn các câu lạc bộ đang chuẩn bị tất bật cho V-League thì với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, họ vẫn có những lo lắng khác khi phải căng mình thi đấu tại AFC Cup. Trước thềm chuyến làm khách của Tepa Rovers ở Singapore, nhiều khả năng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ không có được một thành công sung sức nhất. Kể từ sau khi bị đau trong trận gặp FLC Thanh Hóa, đội trưởng Gonzalo của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội vẫn chưa bình phục hoàn toàn và không có được thể trạng tốt nhất. Chính vì vậy, nhiều khả năng anh sẽ không ra sân ở chuyến làm khách của Tampines Rovers trong khuôn khổ AFC Cup vào ngày 4 tháng 4. Ở AFC Cup năm nay, cầu thủ người Argentina đã ra sân đủ 3 trận cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và ghi được một bàn thắng. Vắng Gonzalo, nhưng các cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội cũng có thể yên tâm phần nào khi đội bóng đón chào sự trở lại của tiền vệ Thành Lương. Hiện tại chấn thương ở cổ chân của anh đã có tiến triển tốt và cầu thủ 29 tuổi nhiều khả năng sẽ ra sân ở trận đấu với Tampines Rovers. Theo lời khuyên từ các bác sĩ, Thành Lương cần nghỉ ngơi dài hạn mới có thể phục hồi hoàn toàn. Trong mùa giải năm nay, thời gian thi đấu của tiền vệ này bị ảnh hưởng không nhỏ bởi các chấn thương khác nhau. Từng hạ đối thủ 4 bàn không gỡ ở lượt đi, nhưng câu lạc bộ bóng đá Hà Nội vẫn tỏ ra khá thận trọng trước trận lượt về trên sân của Tampines Rovers. Bằng chứng chính là việc thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tích cực tập luyện để làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo, vốn là đặc trưng của không ít đội bóng Singapore trước ngày lên đường. Theo dự kiến, vào ngày 2 tháng 4, toàn đội sẽ bắt đầu hành trình tới đảo Quốc Sư Tử để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra sau đó 2 ngày. Trong khoảng 5 năm trở lại đây thì có thể nói mỗi cuộc đối đầu giữa Thông tin Liên Việt Postbank và VTV Bình Điền Long An luôn là cặp đấu trong mơ với người hâm mộ bóng chuyền nữ. Bởi dù trong bất kỳ thời điểm nào hay phong độ ra sao thì đây luôn là màn so tài mang tới cho các cổ động viên những pha đôi công bám đuổi điểm số quyết liệt. Và trận đấu ở vòng 1 của giải vô địch quốc gia 2017 diễn ra tại Nam Định và chiều nay tiếp tục là một ví dụ. Trên lưới. Dù từng thất bại trước Thông tin Liên Việt Postbank ở trận chung kết Liên Việt Postbank Cup, nhưng ở cuộc đối đầu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay, chính VTV Bình Điền Long An mới là đội được đánh giá cao hơn khi có thêm Ngọc Hoa và Thanh Thúy trong đội hình. Và thực tế, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ đã có khởi đầu tốt khi thắng cả hai set đầu trận. Bị dồn vào thế không thể thua thêm, Thông tin Liên Việt Postbank bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Cao trò của huấn luyện viên Phạm Văn Long giành chiến thắng ở set 3, rồi tiếp tục dẫn điểm 19-18 ở set 4. Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì mà đội bóng Á quân năm ngoái làm được, bởi sau đó, VTV Bình Điền Long An đã ghi liền một mạch 7 điểm để giành chiến thắng Trung Quốc sau 4 set với các tỷ số lần lượt là 25-23, 25-17, 20-25 và 25-19 sau gần 2 tiếng đồng hồ. Vào sáng nay tại sân golf Vân Trì Hà Nội, câu lạc bộ golf nữ Hà Nội đã tổ chức giải golf nữ The Queen Club mở rộng năm 2017.
là giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống 4 giải đấu thường niên của câu lạc bộ gôn nữ Hà Nội. Giải năm nay quy tụ 100 golfer tham dự. Bên cạnh sự tranh tài của các golfer nữ chia làm 3 bảng theo hệ số handicap, giải còn có sự tham gia của các golfer nam ở một bảng đấu dành riêng cho họ. Trong một ngày đẹp trời tại sân golf Vân Trì, các vận động viên dù ở nhiều trình độ khác nhau nhưng đều cho thấy sự quyết tâm và nỗ lực đến cùng trong từng hố đánh. Với các golfer thì golf là môn thể thao đem lại sức khỏe về thể lực và cả tâm hồn. Bên cạnh đó, nó còn rèn luyện sự nghiêm túc, kỷ luật và quyết tâm cho người chơi. Nhưng với các golfer nữ thì chơi hay tham dự giải còn là cách để họ thư giãn, hưởng thụ và giao lưu, giúp tinh thần được thoải mái nhẹ nhàng sau những áp lực cuộc sống và công việc.